nhiều hệ thống chúng ta đều có thể thông tin liên lạc và giao tiếp với nhau được. Đó là cái lý do tại sao mà cái vai trò ngôn ngữ nó rất là quan trọng. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy. Thì các bạn biết không, ở Văn Lang thì ngành ngôn ngữ Anh là một ngành đã được đào tạo từ rất lâu, từ khóa 1 của trường đại học Văn Lang khi trường thành lập. Còn riêng với đối ngành ngôn ngữ Trung thì chỉ mới thành lập năm 2020. Tuy nhiên là cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các bạn thí sinh hàng năm. Không đợi các bạn chờ lâu hơn nữa, thì hôm nay chúng ta sẽ cố gắng giải đáp thật là nhiều câu hỏi của các bạn nha. Thầy ơi, thì nãy giờ mới bắt đầu thì đã có rất là nhiều câu hỏi gửi về cho chương trình. Thì em xin phép được truyền tải câu hỏi đầu tiên của bạn tên Facebook là Gui Hao. Bạn không bỏ dấu nên em không biết chính xác. Bạn hỏi là lộ trình đào tạo ngành ngôn ngữ Trung thì như thế nào ạ? Cái ngành ngôn ngữ Trung thì bắt đầu mới năm 2020. Và hiện nay cũng xin chia sẻ là mới năm đầu tiên, gọi là khóa 26 của trường đại học Văn Lang, thế nhưng cũng đã có khoảng 120 sinh viên. Và cái lộ trình như thế cũng giống như là ngành ngôn ngữ Anh hay là ngôn ngữ Trung, thì chúng ta trong chương trình đào tạo thì gồm có 130 tín chỉ và đi theo cái gọi là kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành, rồi kiến thức ngành và kiến thức chuyên ngành. Và như vậy nó đi qua 4 giai đoạn, đặc biệt về mặt ngôn ngữ Trung thì có 3 giai đoạn. Và chắc chắn là bởi vì khi chúng ta học thì ở trung học, nhiều bạn chưa học cái ngôn ngữ Trung. Do đó cái giai đoạn đầu tiên gọi là cơ sở ngành đó, thì tập trung vào cái nghe nói đọc viết tiếng Trung để làm sao mà có thể phát triển lên được. Sau đó rồi đi vào đến cái gọi là ngành. Ngành có nghĩa là cái cơ sở ngành là chúng ta học tăng cường thêm văn hóa, ngôn ngữ nâng cao, rồi là đọc hiểu nâng cao để chúng ta có thể tiếp cận được các cái môi trường về giao thương, về thương mại, rồi văn hóa. Thậm chí sau này nếu ta làm các cái công ty, chúng ta có thể biên dịch được. Cuối cùng rồi thì mới đến cái giai đoạn của năm thứ 3, năm thứ 4 thì đi sâu hơn, tôi gọi là chuyên ngành, đưa vào các cái chuyên ngành, ví dụ như là tiếng Anh tiếng Trung thương mại hay là Anh Trung thương mại, trên cơ sở đó để chúng ta đi sâu hơn về bản chất thì ngôn ngữ tiếng Hoa, tiếng Trung, và có thể làm việc được sau chúng ta tốt nghiệp. Do đó là cái lộ trình cho học như vậy là trong vòng 4 năm thì chắc chắn là bước đầu tiên là khi nào cũng biết gọi là căn bản cơ sở, và trên cơ sở đó chúng ta biết phát triển dần cho đến năm thứ 3, năm thứ 4 đi sâu vào các chuyên ngành để chúng ta có thể ra trường làm việc được. Và đồng thời nếu mà chúng ta muốn phát triển học thêm để lấy bằng thạc sĩ hoặc là đi học tiếp tục thì chúng ta vẫn có thể làm việc được. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy. Thì cũng với ngành ngôn ngữ Trung thì ở đây em thấy bạn Thảo Nguyên, bạn có gửi câu hỏi về cho chương trình. Thảo Nguyên nói là ngôn ngữ Trung thì có những chuyên ngành nào ạ? Dạ, rồi các bạn cũng hỏi là học ngôn ngữ Trung thì mình có phải học thêm ngôn ngữ nào khác nữa hay không? Đó là câu hỏi của bạn Hồng Duyên, đã có hai câu luôn ạ. Đầu tiên thì xin trả lời thế này là hiện nay thì chúng tôi có hai chuyên ngành như hồi nãy tôi mới trao đổi. Đến năm thứ 3 và năm thứ 4 thì có hai chuyên ngành, thứ nhất là tiếng Anh và là tôi gọi là tiếng Trung thương mại. Tiếng Trung thương mại tập trung vào thương mại và các cái tiếng Trung mà để chúng ta có thể làm được các cái công ty. Sau đó là cái tiếng Trung Anh thương mại, có nghĩa là vừa tiếng Trung mà vừa tăng cường thêm tiếng Anh nữa để có thể làm trong các công ty quốc tế. Thì ngày nay ngoài cái tiếng Trung ra ở khu vực châu Á đặc biệt là rất nhiều, thì tiếng Anh là cái tiếng ngôn ngữ toàn cầu, cho nên là người học tiếng Trung thì chắc chắn cũng phải có cái gọi là Trung Anh, nó cũng tương tự như ngành ngôn ngữ Anh vậy. Còn câu hỏi thứ hai là nó về cái ngôn ngữ phụ, thì đây là một quy trình đào tạo không phải riêng cho ngành ngôn ngữ Trung, trong ngôn ngữ Anh cũng vậy. Đại học ngoại ngữ hai có nghĩa là ví dụ như là ngôn ngữ Anh thì hiện nay chúng tôi có cái ngoại ngữ hai là tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật cho sinh viên ngành ngôn ngữ Anh. Và cũng tương tự như vậy, đối với sinh viên ngành ngôn ngữ Trung thì chúng tôi cũng có tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật. Và như vậy là chúng ta cần phải có bổ sung, bởi vì thực sự mà nói là cái chuyên ngành chúng ta dù đó là tiếng Trung hay tiếng Anh thì đều đã trở thành một cái chuyên ngành chính rồi, cái ngôn ngữ chính của chúng ta rồi. Nhưng mà chúng ta còn phải có cái ngôn ngữ phụ, cái ngoại ngữ phụ nữa, bởi vì đó là để mở rộng cái ngôn ngữ chúng ta và chúng ta có nhiều cơ hội trong tương lai.
để khi làm việc cũng như có thể tiếp tục học thêm được. Đó là lý do tại sao là không thể nào mà không có khi gọi là cái ngoại ngữ phụ đấy, hay là ngoại ngữ hai tôi hay gọi. Dạ, em cảm ơn thầy. Nãy giờ các bạn cũng quan tâm với ngành ngôn ngữ Trung khá là nhiều nên em xin phép được truyền bày thêm một câu hỏi nữa cho thầy ạ. Thì bạn Thái Khang, bạn có hỏi là khi mình đăng ký ngôn ngữ Trung thì đầu vào năm học mình cần làm bài khảo sát năng lực ngoại ngữ để xếp lớp không ạ? Dạ. Hiện nay, thật ra là khi đi vào năm vào năm thứ nhất được chọn vào như là trường vào khoa ngoại ngữ, ngành ngôn ngữ Trung đó, thì sinh viên đều học theo hệ tín chỉ, cho nên là chúng tôi có những cái lớp mà cơ bản giống nhau và sinh viên cứ thế chúng ta học, và chắc chắn có những cái bạn học giỏi hơn, có điều kiện hơn, thì đó là cái lợi thế của mình. Cho nên là tất cả không đều phải khi xếp lớp hoặc là phải có khảo sát đầu vào gì cả, bởi vì cái khi tuyển sinh thì chúng ta có điều kiện để lấy cái ngành ngoại ngữ, cái môn ngoại ngữ để nhân số 2 rồi, do đó là điều tương cận với nhau. Còn chắc chắn khi chúng ta lên gọi là tiếng Trung chuyên ngành hay là tiếng Anh chuyên ngành trong tương lai đó, thì sẽ có điều kiện. Ví dụ như là chúng ta muốn đi vào một cái ngành tiếng Trung mà Anh Trung chẳng hạn, thì chắc chắn là chúng ta phải có một điều kiện, cái điểm của học của chúng ta ví dụ nó phải 6 chấm trở lên chẳng hạn, thay vì đặt điểm trung bình là 5 chấm hoặc là 4 chấm thì chúng ta 6 chấm, thì chúng ta được chọn những chuyên ngành mà chúng ta mạnh lợi thế, do đó là không có phải thi xếp lớp đầu vào hay là kiểm tra đầu vào gì cả. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của thầy. Thì nãy giờ thì trong lúc thầy trả lời thì em cũng nhận thêm được rất là nhiều câu hỏi của các bạn về ngành ngôn ngữ Anh đó thầy. Thì bạn Facebook tên Bảo Châu, thì bạn Bảo Châu có hỏi là năm đầu tiên ngành ngôn ngữ Anh thì sẽ học những gì, có dạy cơ bản lại hay không ạ? Và thông thường cũng có rất là nhiều bạn thí sinh đó thầy, các bạn nghĩ trong đầu là ngôn ngữ Anh là chỉ học liên quan tới nghe, nói, đọc, viết thôi. Thì chắc là em nhờ thầy định hướng rõ hơn cho các bạn ạ. Vâng, đây là một câu hỏi rất là tốt, bởi vì nó cũng giúp cho các bạn chuẩn bị vào đại học, chuẩn bị một cái tinh thần và một cái thái độ để mình có thể học cho nó tốt. Thì tôi cũng xin nói lại thế này, là hồi nãy chương trình đào tạo đó của ngành ngôn ngữ Anh ngôn ngữ Trung cũng bắt đầu là nó có gọi là cái kiến thức cơ sở, rồi cái thức ngành, rồi mình đến chuyên ngành. Cơ sở là gì? Cơ sở là chúng tôi đều như là ngành ngôn ngữ Anh chẳng hạn thì tập trung vào nghe, nói, đọc, viết và một phần dịch translation. Đó là một cái cơ hội trong cái năm đầu tiên để chúng ta có thể ôn luyện lại cái tiếng Anh mà chúng ta đã từng học ở phổ thông rồi chẳng hạn. Và đây là một cái dịp là để chúng ta sửa đổi, thay đổi và thăng tiến cái ngoại ngữ, cái ngôn ngữ Anh mà chúng ta đã có sẵn, để chuẩn bị cho những cái giai đoạn kế tiếp là cơ sở ngành học cao hơn và chuyên ngành càng chuyên sâu hơn nữa. Cho nên là cái năm đầu tiên thường nó sẽ là những môn học như là nghe, nói, đọc, viết, dịch, và nó là có nhiều cái level khác nhau từ thấp đến cao, và như thế là những em nào học tốt thì tất nhiên mình pass số điểm rất cao và có lợi thế cho mình sau này mình được chọn chuyên ngành. Còn em nào mà nó hơi non thì chúng ta cũng vẫn nỗ lực được. Và trong kinh nghiệm của tôi thì năm vừa qua các bạn sinh viên vào năm 1 thì hơi là khó khăn, tuy nhiên chỉ trong cái giai đoạn học kỳ 1 đầu tiên đó, thì các bạn rút được kinh nghiệm và các thầy cô hướng dẫn và cố vấn học tập đều hỗ trợ cho các bạn cả, để như vậy để chúng ta để có thể làm tốt. Nhưng đây chúng tôi cũng xin chia sẻ với các bạn thế này, đặc biệt năm nay đó, thì toàn trường Đại học Văn Lang cũng như là khoa chúng tôi đều có là sinh viên làm công tác là hỗ trợ, tôi gọi là TA đó, hỗ trợ giảng dạy cho các thầy cô và hỗ trợ cho các bạn sinh viên nào mà thấy khó khăn trong đi học thì đều được hỗ trợ cả. Cho nên đây là một sự mà tôi nghĩ là hỗ trợ các bạn rất nhiều, các bạn đừng có lo lắng lắm. Chúng ta là yêu thích thì chắc chắn sẽ thành công. Dạ, nói thêm một xíu về cái chương trình TA cho các bạn được biết là ở Văn Lang thì sẽ có chương trình là các bạn sinh viên nào đạt cái thành tích học tập tốt và theo yêu cầu của từng khoa đó các bạn thì có thể đăng ký làm trợ giảng cho các bạn khóa sau mình. Thì cái đó là cơ hội rất là tốt để các bạn trao dồi cái kiến thức cho mình cũng như là rèn luyện cái khả năng giao tiếp và trình bày. Cho nên là hy vọng là các bạn nào trong tương lai vào Văn Lang thì cố gắng học tập để mình có thể làm công việc này các bạn nha. Ở đây thì bạn Trần Linh có gửi câu hỏi về cho chương trình. Thì bạn hỏi là học ngôn ngữ Anh trường mình đào tạo theo chuyên ngành tiếng Anh thương mại hay tiếng Anh sư phạm vậy ạ? Dạ em nhờ thầy. Cái này thì tôi lại thêm chia sẻ với có lẽ nhiều bạn chưa vào website của khoa ngoại ngữ
Chứ nếu vào website thì chắc chắn là chúng ta biết ngay. Xin nói lại thế này, là cái ngành ngôn ngữ Anh của chúng tôi đó hiện nay là đến năm thứ ba, là đến vào năm thứ tư là học theo năm chuyên ngành khác nhau, mặc dù đều là cử nhân ngôn ngữ Anh cả, nhưng năm chuyên ngành khác nhau. Chuyên ngành thứ nhất đó là biên phiên dịch tiếng Anh. Chuyên ngành thứ hai là tiếng Anh giảng dạy để những người nào có thể đi giảng dạy tiếng Anh được. Chuyên ngành thứ ba là tiếng Anh du lịch. Chuyên ngành thứ tư là tiếng Anh thương mại. Và chuyên ngành thứ năm là Anh Trung thương mại. Như vậy có đến 5 chuyên ngành. Và đều có thể có điều kiện theo cái sở thích, cái ý muốn và cái khả năng thực sự của từng sinh viên để có thể đi vào chuyên ngành. Cho nên là các bạn thấy là nó mở rộng ra. Và tôi tin chắc chắn là sinh viên như của những 1-2 năm gần đây đó, họ rất thoải mái khi họ chọn ngành đó. Và tôi hy vọng là chắc chắn các bạn sẽ thành công trong khi mình có những cái chọn ngành cho mình trong tương lai về chuyên ngành. Dạ, thì về cái việc chọn ngành đó thầy, thì em không biết là làm ở vào giai đoạn nào thì các bạn chọn ngành và khoa có định hướng cho các bạn không? Thì em nhờ thầy ạ. Thường thường như tôi đã nói là năm thứ nhất và năm thứ hai, 4 học kỳ đầu là học về cơ sở của ngành. Đến cái năm học kỳ năm thứ tư là chúng tôi sẽ có một cuộc gọi là trao đổi tọa đàm với tất cả toàn sinh viên để chuẩn bị chọn chuyên ngành, năm chuyên ngành của chúng ta. Bên ngôn ngữ Trung thì là hiện nay là 2 chuyên ngành, có nghĩa là 5 chuyên ngành. Và khi chúng tôi trao đổi thế này là đi sâu vào chuyên môn để các bạn có thể biết được là trong cái năm thứ 3, năm thứ 4 mình sẽ học cái chuyên ngành gì và thực sự là học cái gì. Và đồng thời là chúng tôi trong những cái dịp như thế này, chúng tôi hay mời các công ty đại diện, các giám đốc các công ty mà sau này có thể sử dụng được các bạn cùng tham gia để họ có thể trao đổi những cái nhu cầu, những cái yêu cầu mà có thể thực sự là họ cần thiết, và trên cơ sở đó thì các bạn có thể chọn lựa một chuyên ngành mà mình cảm thấy thích hợp. Đấy, yeah. Thì chắc chắn là điều đó nó xảy ra. Tôi lấy ví dụ như là ngày Chủ nhật sắp sửa tới đây, sinh viên năm thứ 2 của khóa là 25 là chuẩn bị là chúng tôi là lên một cái buổi, cả một cái buổi và như vậy làm việc với 6 doanh nghiệp và đến 800 sinh viên cùng tham dự. Thì tôi hy vọng khi các bạn vào làm thì ngay vào cái trường đại học Văn Lang và Khoa Ngữ thì ngay trong năm đầu tiên có những cái hoạt động như vậy thì tôi nghĩ các bạn cứ đến tham gia và chắc chắn nó sẽ lợi thế chúng ta. Đừng đợi đến giờ phút cuối chúng ta mới nghĩ đến chuyện chọn ngành, mà nên bắt đầu từ sớm thì có lẽ là chúng ta sẽ hoàn thành và sẽ thành công nhiều hơn nhiều. Dạ, em xin cảm ơn thầy. Và ngày hôm nay thì không ngoài dự đoán, các bạn rất là quan tâm đến nhóm ngành về ngôn ngữ. Cho nên hiện nay thì chương trình đang nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn. Và hiện nay cũng có các anh chị sinh viên Văn Lang đang hỗ trợ chương trình để có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn. Và hy vọng là sắp tới đây thì thầy sẽ giúp các bạn trả lời thật càng nhiều câu hỏi thì càng tốt ạ. Ở đây bạn Facebook tên là Anh Minh có hỏi là: cho em hỏi chương trình tiêu chuẩn và chương trình đặc biệt của ngôn ngữ Anh là như thế nào ạ? Chắc các bạn cũng có tìm hiểu kỹ nên mới biết ạ. Như các bạn biết ấy, ở Đại học Văn Lang thì 2 năm trở lại đây có thêm một cái chương trình gọi là chương trình đặc biệt. Đặc biệt ở đây là các cái tiêu chuẩn là cái bình thường, đặc biệt là cái mức độ mà đào tạo nó nâng cao hơn so với tiêu chuẩn. Đầu tiên là như thế. Và trong cái từ khóa 25-26 hiện nay ấy, thì khoa ngoại ngữ và ngành ngôn ngữ Anh cộng mỗi năm như vậy là tuyển được một lớp. Vậy thì ghi là đặc biệt như thế nào? Thì nó nằm chung với chương trình đặc biệt của toàn trường. Thì năm thứ nhất, phần nhiều là các bạn được học các cái kỹ năng, được học và rèn luyện các cái kỹ năng tư duy, rồi là tìm kiếm thông tin, rồi là những cái kỹ năng mềm mà cần thiết chung với toàn bộ các sinh viên, các chuyên gia. Và trên cơ sở đó rồi thì cái chương trình đào tạo của chương trình đặc biệt thì có đặc biệt thêm thứ hai là lớp học luôn luôn nó nhỏ hơn, cái số lượng nhỏ hơn. Tôi cũng xin mở ngoặc như thế này là cái ngành ngôn ngữ hiện nay của chúng tôi ấy, cũng tương đối là nhỏ, vì mỗi lớp của tiêu chuẩn thì cũng khoảng chừng độ 35-40 sinh viên là tối đa so với các cái ngành khác. Còn chương trình đặc biệt phần nhiều chúng tôi là khoảng 20-25 sinh viên. Và như thế thì là có một lợi thế là cái sự tương tác của thầy và các bạn sinh viên, rồi tương tác của các bạn trong lớp với nhau nó gần gũi và nó tạo nên được một cái kỹ năng giao tiếp rất lớn và phát triển được cái ngôn ngữ tiếng Anh rất lớn. Một cái đặc điểm nữa là
chúng tôi cũng đã ký kết với hai trường đại học, một trường đại học ở Hoa Kỳ gọi là City U Seattle của tiểu bang Washington và một cái trường đại học ở New Zealand Victoria University. Và chúng tôi thường thường đối với chương trình đặc biệt thì đều có những cái chuyến đi và tôi gọi là field trip, trải nghiệm với các nước nói tiếng Anh và sinh viên, phần nhiều vào mùa hè, gọi là summer program trong 2 tháng. Và như vậy thì là đều sinh viên đều có quyền chọn lựa đi hoặc không đi và chúng tôi sẽ tổ chức như vậy. Hiện nay chúng tôi đã có những ký kết như vậy, nhưng cái mùa Covid thì nó cũng có phải khó khăn là chưa thực hiện được ngay. Và hiện nay chúng tôi cũng đang mời các chuyên gia đó, họ làm việc qua gọi là virtual offline. Tất nhiên cái tính hiệu quả chưa cao nhưng mà chắc chắn cái tính đặc biệt nó sẽ giúp cho các bạn, là bởi vì ta biết là học ngôn ngữ, học ngoại ngữ, sự giao tiếp thực tế nó rất cần thiết. Nó tạo nên chúng ta sự tự tin và chúng ta thấy cảm thấy thoải mái thay vì trong một môi trường. Cho nên đó là cái trường đặc biệt thì chúng tôi là có cái phần field trip. Một cái đặc điểm nữa là đối với chương gọi là chương tiêu chuẩn ngôn ngữ chúng tôi đó, thì sinh viên năm thứ tư phải được 6.5 trở lên đến 7 chấm mới được làm khóa luận tốt nghiệp. Mà khi ta làm khóa luận tốt nghiệp đó, thì ta không học thêm các môn khác để bù vào. Và khi khóa luận tốt nghiệp thì giúp cho chúng ta có thể phát triển các kỹ năng để trong tương lai nếu ta muốn học thêm chương trình master, thạc sĩ hay tiến sĩ thì ta có một nền tảng rất là vững chắc. Và trong cái bảng điểm của chúng ta đó, khi tốt nghiệp thì thường các trường và các cơ quan, các cái công ty nó đều đánh giá cao những người đã được làm khóa luận tốt nghiệp, họ đều biết đó là những sinh viên khá giỏi. Và chúng tôi nghĩ là cái chương trình đặc biệt thì nó lại ngược lại, là bởi vì chúng tôi đào tạo ít hơn và chắc chắn chất lượng hơn. Và vì vậy cho nên là tất cả sinh viên đều phải làm khóa luận tốt nghiệp. Như vậy họ có một cái điều kiện thuận tiện là họ có thể nghiên cứu được khoa học ngay trong cái trường hợp mà đến năm thứ ba, năm thứ tư bắt đầu làm được. Và khi họ ra trường thì kỹ năng chắc chắn họ sẽ cao hơn một chút so với chương trình tiêu chuẩn. Thì đó là những cái chương trình đặc biệt hiện nay có thể nói như vậy. Một cái cuối cùng nữa, trong chương trình đặc biệt hiện nay thì ngành ngôn ngữ chúng tôi là có 6 giảng viên nước ngoài, native speakers of English từ nước Mỹ, nước Úc đến giảng dạy. Thì đối với chương trình đặc biệt thì chúng tôi yêu cầu là thế này, là 50% các môn học đều là giảng viên nước ngoài giảng dạy cả. Mặc dù là các giảng viên người Việt Nam mà giảng dạy chương trình đặc biệt của chúng tôi đều là những người học từ nước ngoài trở về. Và vì vậy cho nên là cái chất lượng đào tạo chắc chắn nó phải có phần nào đó nó cao hơn. Và các bạn cứ yên tâm. Dạ, với cái sự đầu tư về chương trình đào tạo thì các bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội để phát triển. Thì ở đây nãy giờ em thấy có một bạn tên Facebook là Trần Ngọc Như, chắc là bạn rất là quan tâm nên bạn có đặt hai câu hỏi luôn. Dạ, bạn Như đầu tiên thì bạn Như hỏi là cho em hỏi ngành tiếng Anh thương mại có cơ hội việc làm sau này như thế nào ạ? Với tiếng Anh thương mại hiện nay, Văn Lan có liên kết hay là giúp đỡ việc làm sau này của sinh viên hay không? Dạ, ý thứ hai bạn hỏi là học tiếng Anh thương mại có phải sau này để đi theo các cái nghề về ngoại giao hay không? Dạ. Đây là một câu hỏi rất hay. Và tôi nghĩ bạn này hỏi như thế là cũng đã quan tâm đến cái việc học của mình trong tương lai. Và tôi cũng mong là nhiều bạn trẻ khác cũng nên đặt câu hỏi từ như vậy. Thì tôi cũng xin nói thế này, cái tiếng Anh thương mại vì sao mà bây giờ tính phổ biến nó cao? Vì ta biết là phần nhiều cái người sinh viên học sau bậc cử nhân thì muốn đi làm. Mà đi làm nếu mà ta dùng mà tiếng Anh về mặt ngôn ngữ giỏi tiếng Anh không thôi chưa đủ, phải có cái nền tảng của kinh tế của cái và thương mại. Và trên cơ sở đó thì chúng ta ví dụ chúng ta có thể làm trợ lý cho các giám đốc, làm chánh văn phòng cho các công ty nước ngoài, và chúng ta tự giao tiếp được với các cái đối tác nước ngoài, với khách hàng nước ngoài. Và đó là những cái lợi thế mà những cái bạn trước đây học ngành tiếng Anh thương mại đều thực hiện được. Và vì vậy cho nên là khi chúng tôi mở cái này, như tôi đã nói là chúng tôi hiện nay ở cái khoa ngoại ngữ thì đã ký kết với 15 các cái công ty và các trung tâm ngoại ngữ cùng quốc tế, cũng như các cái công ty du lịch, rồi công ty là cả gọi là Manulife, những công ty về bảo hiểm, tất cả đều có tham gia cả. Và vì vậy cho nên là khi các bạn học đến năm thứ tư là có giai đoạn đi thực tập, phải có một tháng đi thực tập, thì phần nhiều là chúng tôi có thể giới thiệu. Và tôi cũng thấy, cũng nói thật sự ra là các công ty khi tuyển dụng đó, họ đều gửi thông tin về khoa và chúng tôi đều đưa lên website của khoa để cho các sinh viên tham khảo. Và nếu mình thấy phù hợp thì mình cũng thấy là chúng ta lập tức có thể
làm việc với họ. Thậm chí họ có thể mời trong cái năm thứ ba, năm thứ tư họ có thể là tuyển dụng để làm thư viện, và đó là những cái cơ hội mà việc này thì khoa hiện nay cũng đang thực hiện với các cái sinh viên khác. Nhưng mà cũng xin nói thêm là ví dụ như các bạn học mà các bạn thấy là có những công ty mà mình thấy là mình ở cái địa phương mình mà mình thấy là mình quan tâm và có thể sau này trong tương lai gần cái chỗ nhà mình ở mình muốn làm ở đó, thì cũng các bạn cũng có cơ hội để có thể thực tế thực tập ở các công ty đó, và khoa cũng có giới thiệu, luôn luôn giới thiệu và chấp nhận để các bạn đều được đi thực tế thực tập như vậy, chứ không có phải bắt buộc là phải đi theo cái nơi của khoa. Điều đó là những cái tự do mà trong khi các bạn học vì cho chính mình, và chúng tôi cũng tạo những điều kiện rất có lợi cho các bạn. Dạ. Và bật mí với các bạn là chị cũng là cựu sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, nên về cái việc mà đi thực tập đó thì chị cũng có trải nghiệm là thông thường tới cái giai đoạn đó thì các bạn cũng đã định hình rất là rõ cái việc là các bạn sẽ muốn đi theo cái hướng nào, cho nên là các bạn cũng rất là dễ dàng chủ động tìm cái đơn vị để mình đi thực tập. Và khoa thì khi nào các bạn bí lắm đó, thì các bạn cần thì thầy cô mới giúp đỡ, nhưng mà thầy cô luôn sẵn sàng, cho nên các bạn cũng yên tâm cái đoạn này ha. Dạ thầy ơi, ở đây hồi nãy lúc mà thầy tư vấn về ngành học một cái ngôn ngữ phụ á, thì bạn Kim Ngân có hỏi là học thêm ngôn ngữ khác là có phải đóng thêm tiền hay là nhà trường sẽ tạo điều kiện cho mình học ạ? Nói với các bạn thế này, cái ngôn ngữ phụ đó thì nó nằm trong chương trình đào tạo, và như vậy thì nó đã gọi là nằm trong chương trình đào tạo, thì cái học phí nó nằm trong chương trình đào tạo chứ không phải là học thêm ở ngoài trung tâm. Đó là hai thứ khác nhau. Ví dụ như là chúng ta học đến vào năm thứ nhất là chúng ta bắt đầu đã học cái ngoại ngữ phụ rồi, và trong chương trình đào tạo đó là những môn bắt buộc phải học, và cứ thế là chúng ta đóng tiền học mà theo tín chỉ bình thường học phí, và trên cơ sở đó là chúng ta học, chứ không phải là phải đi ra một nơi khác để học, cho đó là nằm trong chương trình đào tạo và học phí cũng nằm trong chương trình đào tạo, cho nên các bạn không phải lo lắng chuyện này. Dạ, thì hồi nãy giờ thầy cũng có tư vấn về tiếng Anh thương mại và phiên dịch đó thầy. Thì bạn Kim Ngân cũng nói là mấy ngày nay em phân vân giữa tiếng Anh thương mại và phiên dịch, nhưng sau buổi tư vấn của thầy em thấy ngôn ngữ Anh về thương mại đa dạng hơn về ngành nghề ạ. Em cảm ơn thầy, bạn gửi lời cảm ơn đến thầy ạ. Cảm ơn. Chắc chắn đây xin tôi còn nói thêm với các bạn nữa, khi ta nói thương mại là một từ chung, nhưng mà kinh nghiệm các bạn sinh viên trước đây đã từng ra làm việc, khi ta nói thương mại thực sự các bạn có thể làm được rất nhiều lĩnh vực. Tôi lấy ví dụ như mình học thương mại, nhưng các trung tâm ngoại ngữ quốc tế như là Wall Street hiện nay, hay là Vius, hay là Atlanta vân vân, họ đều là những công ty đào tạo quốc tế, thì lúc đó chúng ta vào chúng ta cũng làm được, chứ không phải chỉ có tiếng Anh giảng dạy. Chứ còn các công ty mà gọi là chuyên về thương mại thì chắc chắn đó là lợi thế, cho nên các bạn cũng đừng có quá lo lắng khi dùng chữ thương mại là một hai cái từ thôi. Chứ trong đó là nó cả các kỹ năng, ví dụ như là thư tín, văn bản, rồi là kể cả hỗ trợ cho cả giám đốc. Cho nên thường thường tôi cũng nói thật ra là phần nhiều họ sẽ làm cái gọi là executive secretary, là thư ký chính, hoặc là gọi là trợ lý cho các giám đốc là tương đối nhiều. Như đây các bạn cũng yên tâm như này. Dạ. Ở đây thì các bạn cũng hỏi thêm thầy là dạ bạn nói là dạ em muốn hỏi là muốn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh thì chứng chỉ tiếng Anh có yêu cầu cao hơn so với nhóm ngành khác không ạ? Chứng chỉ tiếng Anh? Dạ. Hiện nay là vì thế này, các bạn đã học ngành ngôn ngữ Anh hay là ngôn ngữ Trung thì chắc chắn là cái yêu cầu khi các bạn đạt được yêu cầu của các môn bắt buộc và cái điểm số, thì như vậy là hiện nay là nhà trường cũng chưa yêu cầu các bạn có một chứng chỉ gọi là quốc tế nào cả. Còn nếu các bạn muốn thi những chứng chỉ đó thì như các bạn hiện nay đã thực hiện thử thì họ đều đạt được những yêu cầu rất lớn nếu họ muốn đi du học nước ngoài hoặc là ở nơi nào đó mà họ yêu cầu thêm. Chứ còn đối với ngành cử nhân ngôn ngữ Anh hay là ngôn ngữ Trung hiện nay là không cần khi tốt nghiệp không cần phải một chứng chỉ nào khác cả ngoài cái mình đã học. Yeah. Em cảm ơn câu trả lời của thầy. Ở đây bạn tên Facebook là bạn không bỏ dấu, em đoán chắc là Đặng Hoàng Trọng. Bạn hỏi là học ngôn ngữ Anh có gây khó khăn hay áp lực gì hay không ạ? Và ở đây em cũng có thấy câu hỏi của các bạn gửi về hộp thư Văn Lan đó thầy. Thì cũng có một cái nội dung tương tự nên em xin phép được truyền tải luôn. Thì các bạn mới nói là năm nay em học lớp 12, em định vào ngành ngôn ngữ Anh vì môn Anh là môn em học được nhất trong 13 môn. Em có đọc review thấy học ngôn ngữ Anh là học chuyên sâu vào ngôn ngữ nên rất là khó, có phải không ạ? Đến từ Facebook của bạn Ngọc Hân trong group cộng đồng sinh viên Văn Lan ạ. Vâng. Cái ý này không phải bạn này hỏi, nhưng mà cũng rất nhiều người khác cũng chưa thực sự hiểu thế nào là cử nhân
ngôn ngữ Anh hay là phụ nhiên ngôn ngữ Trung. Yeah. Như hồi nãy tôi có nói trong chương trình đào tạo đó, thì cái năm thứ nhất chúng ta học cái gọi là cái cơ bản của ngoại ngữ Anh hay là Trung. Cơ bản là gì? Là nghe ra đọc viết. Đến năm thứ, đến cuối năm thứ hai là bắt đầu học qua các cái gọi là cái cơ sở ngành nó cao hơn. Ví dụ như là học về các ngành chuyên ngành về ngôn ngữ học, âm vị học, vân vân. À, rồi là văn hóa Anh Mỹ, văn chương Anh Mỹ, rồi là thư tín thương mại Anh Mỹ. Thì những cái đó là nó tạo ra chúng ta một cái điều kiện là ta đi sâu học. Chứ không phải là chúng ta hiểu là học cử nhân tiếng Anh là mình nghe nó đọc viết. Tôi cũng xin bằng hoặc với các bạn thế này, nếu mà chúng ta học chỉ cần nghe nó đọc viết cái giỏi tiếng Anh thì có khi chúng ta không cần học cử nhân cả. Và tôi cũng xin khẳng định là cử nhân ngôn ngữ Anh hay là thì nó phải cao hơn những người đạt cả IELTS 7.8. Bởi IELTS 7.8 thực sự là 4 kỹ năng nghe đọc viết thôi. Còn những cái lĩnh vực khác hoàn toàn không biết. Và nếu họ muốn tiếp tục lên học thêm nữa thì chắc chắn họ không đủ cái cơ sở nào cả. Cho đó là tôi nghĩ là cái chuyện này là chúng ta đừng có nghĩ là chỉ có nghe đọc viết giỏi là tự nhiên là như vậy là tự nhiên Anh Anh. Không phải. Đó là cái yêu cầu chắc chắn cần phải có. Nhưng không có nghĩa là như thế là tự nhiên tiếng Anh. Cứ như Anh có cao gấp 2, gấp 3, gấp 5 lần như thế chứ không phải chỉ nghe đâu. Dạ. Em rất là cảm ơn thầy những cái thông tin rất là chi tiết cho các bạn ạ. À, nãy giờ chị hơi ưu tiên cho các bạn đặt câu hỏi trực tiếp trên livestream á, nên bây giờ chị sẽ ưu tiên đọc một câu đến từ các bạn gửi hộp thư Velo Box nha các bạn. Ở đây thì bạn Trần Tú Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình có gửi câu hỏi về thầy. Thì bạn nói: dạ thưa thầy, mọi người hay nói là phải có năng khiếu về ngoại ngữ thì mới học được các ngành về ngôn ngữ. Điều này có đúng hay không và năng khiếu ở đây là như thế nào? Và ở đây em cũng có nhận được một câu hỏi của các bạn là làm thế nào để biết mình phù hợp với các ngành ngôn ngữ ạ? Rồi, em nhờ thầy ạ. Đây là một câu hỏi rất là cao siêu. Cũng xin chia sẻ thế này. Bây giờ mình cứ nói là tiếng Việt của chúng ta. Chúng ta là người Việt Nam, sinh ra lớn lên đại học đây, thì không phải tất cả ai cũng sử dụng tiếng Việt tốt cả. Cũng không phải ai cũng nói tiếng Việt tốt cả. Như vậy là rõ ràng nó phải có một cái năng khiếu. Và về mặt tư duy trong não bộ chắc chắn nó phải khác. Thì các bạn nhớ đến nhớ là cái tư duy ngôn ngữ nó giống như là tư duy logic vậy. Do đó là những bạn nào mà nghĩ là mình cần phải có một cái năng khiếu gì đó thì tôi nghĩ thế này, ta không cần phải, không nhất thiết phải nhắc đến câu chuyện này. Tuy nhiên để thành công một ngôn ngữ khi ta nói tiếng Việt thôi, nếu các bạn sử dụng tiếng Việt thường xuyên thì chắc chắn cái sự trong suốt và sự mạnh dạn và sự lưu loát chắc chắn nhiều hơn. Nếu chúng ta không sử dụng nó và chúng ta chỉ ngồi nghe người ta nói thì chắc chắn ngay tiếng Việt thì chúng ta có. Vậy thì đối với tiếng Anh cũng vậy. Cái lời khuyên của trên thế giới khi chúng tôi làm việc với nhiều trường ở trên quốc tế, xin chia sẻ là tôi dạy sinh viên người Mỹ, rồi Úc, rồi Hàn Quốc, rồi Mã Lai, Singapore, thì tôi cũng xin chia sẻ thực sự mà nói là không phải ai cũng hoàn hảo và có năng khiếu cả. Và chỉ vấn đề ở chỗ họ thế này, lúc nào cũng nói cả, lúc nào cũng biết cả, mặc dù có thể sai đâu cũng biết, và tự nhiên thành một thói quen. Cho nên một cái câu mà tôi khuyên cho các bạn, đừng có tự ti, đừng có nghĩ mình không biết học được không. Một cái từ trong tiếng Anh rất tốt, đó là practice, practice and practice. Ta cứ luyện tập thì chắc chắn được. Tôi cho một ví dụ khác để các bạn thấy dễ hiểu. Bây giờ các ca sĩ chẳng hạn, làm sao họ có thể hát được hay như thế? Đâu phải khi không tự nhiên đứng lên hát được. Bây giờ họ phải buổi sáng dậy họ phải hát ít ra là 15 phút để cái giọng âm mình thế nào. Buổi tối trước khi đi ngủ cũng vậy. Và tôi hay khuyên người sinh viên như thế này là tại sao mình không luyện tập tiếng Anh, mình đọc to lên, mình ghi lại. Và bây giờ mình có cái điện thoại di động, mình ghi vô, mình nghe thử, mình nghe được không? Lần lần mình cũng từ sửa được, mình chứ không cần phải đi lại cả. Vậy thì chỗ này nói chuyện năng khiếu thì tôi thấy nó cũng khó nói. Nhưng tôi nghĩ là cái động lực mà chúng ta làm được đó là sự luyện tập thường xuyên của chúng ta. Và ta có nhiều cách, và ngày nay công nghệ, công cụ rất nhiều, và đây là một cái thuận tiện để chúng ta học ngoại ngữ. Như ngày xưa như chúng tôi học thì nói thật, ngoài cuốn từ điển là không có gì cả. Còn bây giờ các bạn có rất rất nhiều thứ. Vậy thì tại sao mình không tận dụng và mình phát triển? Nhưng đây cũng xin nói thế này, cái tiếng Anh hay giờ nó cũng những cái tiếng Việt chúng ta phải. Cho nên các bạn đừng có lo lắng điều đó. Cứ mạnh dạn lên và cứ nói chuyện, cứ trao đổi, và chắc chắn các bạn sẽ trở thành những người sử dụng tốt, không có vấn đề gì cả. Dạ, hy vọng với chia sẻ của thầy thì các bạn tự tin lên nha.
Ở đây thì bạn Quảng Ánh Hồng Duyên, bạn có gửi câu hỏi là ngành ngôn ngữ Trung có được đi thực tập hay là trải nghiệm không ạ? Xin chia sẻ thế này, năm vừa rồi mới mở ngành ngôn ngữ Trung thì chúng tôi đã đưa đi thực tập thực tế. Vì Covid cho nên không đi xa được. Ở các cái lĩnh vực, các cái nơi như ở thành phố Hồ Chí Minh mà liên quan đến người gốc Hoa để làm quen với cái văn minh văn hóa của là Trung Hoa. Và vì Covid cho nên cũng có những cái khó khăn. Khi chúng tôi mở cái chương trình của ngôn ngữ Trung thì dự kiến chúng tôi cũng có làm việc với tổng lãnh sự Trung Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh là dự kiến là chúng tôi sẽ ký kết khoảng 3 đến 4 trường để giao lưu và trao đổi sinh viên để có những trải nghiệm. Và vì cái chi phí đối với Trung Quốc thì nó vẫn thấp hơn, rẻ hơn so với nhiều nước khác. Cho nên những cái câu hỏi này thì tôi nghĩ trong tương lai gần, hy vọng Covid tốt thì chắc chắn cái việc này nó cũng rất là dễ xử lý. Và tôi hy vọng lúc đó là toàn bộ sinh viên của ngành ngôn ngữ Trung đều có thể có cái cơ hội để trải nghiệm ở các cái nước nói tiếng Trung rất tốt, không có vấn đề gì cả. Bạn Mỹ Duyên á thầy, thì bạn cũng có bình luận, bạn hỏi là sau khi ra trường nhà trường có giới thiệu việc làm cho sinh viên hay không? Chắc là câu hỏi rất là quen thuộc luôn á thầy. Vâng, câu hỏi này cũng rất hay, nhưng mà thực sự thế này các bạn, như hồi nãy tôi có nói đó, ngay ở hàng gần như là hàng tháng, hàng tuần các cái công ty họ tuyển dụng họ đều có gửi đến cái thông tin tuyển dụng đến cho khoa, và chúng tôi lên website và phổ biến cho các sinh viên. Và vì vậy cho nên là không cần phải đợi đến khi tốt nghiệp, mà khi các bạn đang học năm 3, năm 4 đều đã có cơ hội cả. Và thậm chí đến năm 3, năm 4 họ có thể tuyển những cái là part time, thời gian ngắn, và các bạn là một cái dịp để đi thực tập và mình để trải nghiệm xem thử là mình có thể là thích hợp hay không. Cho nên khi mình ra trường thì chắc chắn là cái ưu tiên là chính các bạn là cái người phải thấy là chỗ nào thích hợp nhất của mình. Còn khoa vẫn giới thiệu, nhưng mà vấn đề ở chỗ nó phù hợp với các bạn không, đó là vấn đề khác. Tôi lấy ví dụ như là bạn ở miền Trung, ở vùng Bình Định, nhưng tôi giới thiệu về Kiên Giang thì chắc là khó hơi khó các bạn. Cho nên là có, nhưng không có nghĩa là tôi nghĩ chính các bạn là sẽ người sẽ biết nơi nào thích hợp nhiều nhất, và khoa sẽ hỗ trợ tối đa. Ví dụ họ cần những cái chứng nhận các bạn thế nào để cho họ thể tin tưởng là cái năng lực của các bạn phân vân, thì khoa vẫn hỗ trợ các bạn. Dạ, và em nhớ là các bạn tốt nghiệp xong là có cái bảng điểm chuyên ngành đúng, nữa đúng không thầy? Đúng. Dạ. Khi những cái để là đánh giá được cái chuyên ngành của mình, để khi chúng ta đi làm là đi apply công việc thì người ta sẽ trả lời được. Dạ, em cảm ơn thầy. Bạn Phạm Thị Thanh Loan, bạn có hỏi chương trình là theo ngành ngôn ngữ Anh mà hướng đào tạo ngành sư phạm có cơ hội ra làm giáo viên Anh văn được không? Dạ. Cũng xin nói với các bạn thế này, trong cái chuyên ngành có chuyên ngành tiếng Anh giảng dạy. Thì hiện nay theo những năm vừa qua, sinh viên học cái chuyên ngành này đó đều đi thực tập một tháng ở tại các trường trung học ở thành phố Hồ Chí Minh. Và khi họ ra trường, theo chúng tôi biết cho đến nay là tất cả sinh viên đều đi giảng dạy hoặc ở các trường hoặc là các trung tâm ngoại ngữ quốc tế, và đều là khá là thành công. Và tôi cũng xin chia sẻ là thế này, là tôi cũng rất ngạc nhiên là có nhiều người ở các cái trung tâm quốc tế và các trường họ rất ngạc nhiên là họ bảo của tại sao là sinh viên khóa thầy này về chỗ tôi nhiều như thế. Thì tôi cũng không hiểu về, và tôi hỏi ngược lại như vậy họ dạy được không? Dạ thưa thầy, rất tốt. Và tôi tin là những em nào mà học cái ngành này ra chắc chắn đi dạy chắc chắn là tốt và bảo đảm. Vì cái chương trình tôi xin mở ngoặc ra là cái chương trình dạy dạy dành cho cái tiếng Anh dạy dạy đó, nó tiềm cận với chương trình của thế giới. Và vì vậy cho nên là các bạn rất thuận tiện để mà có thể thích nghi với cái việc giảng dạy ở trường phổ thông hoặc là các cái trung tâm ngoại ngữ quốc tế, hoặc thậm chí vẫn có thể mở riêng một trung tâm mình giảng dạy được không được, là điều có thể chắc chắn làm được. Dạ, em cảm ơn thầy. Bạn Thanh Mỹ á thầy, bạn có gửi câu hỏi là ngành ngôn ngữ Anh đầu vào trường mình có cần điểm IELTS hay không ạ? Mình xét điểm bình thường rồi khi mà đào tạo thì mình sẽ được trường đào tạo thêm, có đúng hay không? Dạ em nhờ thầy ạ. Hiện nay là khi chúng tôi xét tuyển vào đó thì không đòi hỏi phải có IELTS. Nhưng nếu có IELTS thì có thuận lợi. Chắc nữa là cô này cô sẽ đọc nên các bạn thấy là bởi vì thế này, khi mà đi vào thì cái môn tiếng Anh hoặc là phần nhiều là được nhân đôi. Và nếu lấy từ học bạ hay điểm thi cũng được nhân đôi,
Nhưng nếu có IELTS thì cái điểm chuẩn nó sẽ nhân lên nhiều hơn. Và đó là cái thuận tiện cho tất cả các bạn. Có thể cô dạ, tí nữa em sẽ thông tin cho các bạn. Cô sẽ thông báo cho các bạn rõ năm nay là rất rõ ràng để các bạn thấy thuận lợi nếu có IELTS hoặc là nếu tiếng Trung mà HSK đều có lợi thế cho ta khi dẫn là tuyển dụng vào. Dạ. Tuyển sinh vào. Dạ. Thì hiện nay đó các bạn, nếu các bạn nào mà quan tâm và muốn xét tuyển vào trường Đại học Văn Lang với ngành ngôn ngữ Anh á, thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ có 3 tổ hợp môn. Thứ nhất là D01, thứ hai là D08 và thứ ba là D10. Thì với ba cái tổ hợp này thì các bạn phải lưu ý là cái điểm tiếng Anh các bạn sẽ được nhân đôi. Còn trường hợp các bạn có IELTS thì sao? Thì bắt đầu từ IELTS 5.5 trở đi thì các bạn sẽ được quy đổi điểm. Thì với IELTS 5.5 sẽ là được 8.5 nè. Rồi IELTS 6.0 thì các bạn quy đổi được là 9 chấm nè. Là IELTS 6.5 thì chúng ta sẽ quy đổi là 9.25. IELTS 7 chấm thì các bạn được là 9.5. IELTS 7.5 thì các bạn được là 9.75. Và IELTS 8 chấm cho đến 9 chấm thì chúng ta quy đổi là 10 điểm các bạn nha. Cho nên là bạn nào có cái chứng chỉ IELTS thì nó là lợi thế. Và còn với ngành ngôn ngữ Trung thì sao? Nếu các bạn có trình độ HSK cấp độ 3 trở đi thì các bạn sẽ được quy đổi điểm là 10 điểm. Cho nên là chị thấy là trong các câu hỏi các bạn gửi về á, cũng có bạn hỏi là nếu mà bạn có bằng HSK4 thì có được quy đổi điểm để xét tuyển hay không, thì câu trả lời là có. Dạ. Thì các bạn ơi, nãy giờ các bạn cũng hỏi rất là nhiều câu hỏi rồi, nhưng mà thầy ơi thầy cố lên, tại vì còn rất là nhiều câu hỏi cho nên là hy vọng là thầy sẽ trả lời được hết cho các bạn ạ. Ở đây thì bạn Nguyễn Cẩm Giang, bạn hỏi là muốn học ngôn ngữ Anh nhưng mà học không tốt với mất gốc thì phải làm sao ạ? Rồi ở đây cũng cùng cái câu hỏi tương tự thì cũng có bạn hỏi là nếu mà bạn không học tốt tiếng Anh, bạn có học được ngành ngôn ngữ Anh hay không? Dạ, em mời thầy tư vấn ạ. Đây là một câu hỏi không phải riêng bạn này, có nhiều bạn, bởi vì ở trung học đó, phần nhiều cái thói quen của chúng ta, các bạn học sinh trung học là học để lấy điểm, qua điểm là thấy tốt rồi, là bài thi điểm cao là tốt. Nhưng mà khi ta lên bậc đại học, cử nhân ngôn ngữ Anh hay ngôn ngữ Trung thì lúc đó là cái điểm số cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là các cái kỹ năng phát triển của chúng ta về mặt ngôn ngữ. Và tôi nghĩ thế này là câu hỏi rất khó nhưng mà cũng rất dễ. Phần nhiều ta phải nhớ thế này là chính mình quyết tâm thì được. Ví dụ các bạn chọn vào ngôn ngữ Anh mà mình thấy tiếng Anh mình cũng chưa giỏi và mình quyết tâm thì chắc chắn sẽ thành công. Và đây không phải là các bạn này mà rất nhiều người đã là như thế. Có những người có khi họ quyết tâm trong vòng 3 tháng, 6 tháng và họ có thể luyện tập và họ trở thành những người sử dụng Anh tương đối khá tốt. Vấn đề là chính mình, tôi nói chính mình các bạn. Tôi lấy ví dụ như thế này, khi các bạn vào lớp mà các bạn thấy mình yếu tiếng Anh mà mình không dám nói với ai cả, thầy hỏi mình không dám trả lời, nói với bạn mình không dám tiếng Anh thì chắc chắn không phát triển được. Tại sao mình không chính mình là sử dụng tiếng Anh thường xuyên, dù có thể ai giờ chưa biết mà mình cứ nói và sử dụng, và chắc chắn lúc đó ta phải phát triển. Và như hồi nãy tôi có nói, ngày nay các cái công cụ ở trên Internet, Google nó giúp cho các bạn thế này. Ví dụ mình muốn đọc một cái bài tiếng Anh nhưng mà trình độ mình chưa cao thì trong đó là cái bài đọc dễ, mình cứ lấy làm đọc hàng ngày. Hay là mình nói khó quá thì thực sự ra lời khuyên tôi lấy ví dụ như hát karaoke bằng tiếng Anh chẳng hạn. Tự nhiên cái dòng mình nó khác và mình cứ thế mình lần lần nó thay đổi. Thực ra là do chính mình. Nếu các bạn hàng ngày mà đều có thể thực hiện như vậy thì tôi tin là trong một thời gian ngắn, 6 tháng, 3 tháng, 6 tháng, thậm chí 1 năm, các bạn hoàn toàn thay đổi bằng tiếng Anh. Có một người rất giỏi đi học ở nước ngoài, các tiến sĩ trường đại học quốc tế rất lớn, nhưng khi học trung học với các bạn, tiếng Anh họ loại trung bình của các bạn. Thế nhưng mà học khi học được nước ngoài đến ở mức độ là học gọi là sinh viên xuất sắc của quốc tế, thì đó là điều nói lên chính mình sẽ giúp cho chính mình nhiều hơn hết. Còn người chúng ta là hỗ trợ chắc không thể nào quyết định cho cái việc mình có thể giỏi tiếng Anh hay không. Thì tôi khuyên các bạn hãy nhớ nha các bạn, chính mình nha các bạn, bởi vì người khác là hỗ trợ cho mình thôi. Do đó rất mong là bạn nào mà chưa thấy là mình khá lắm thì nếu theo lời khuyên chúng tôi và các thầy cô, các bạn bè đều hỗ trợ các bạn thì trong thời gian ngắn là các bạn chắc chắn là tốt, không có vấn đề gì cả. Các bạn đừng có lo lắng chuyện này quá. Dạ.
Dạ, hy vọng là các bạn tự tin lên nha. Nãy giờ có rất là nhiều câu lo lắng và thầy đã rất là ủng hộ tinh thần của các bạn rồi, cho nên là các bạn cứ tự tin và chúng ta hãy luyện tập thường xuyên. Thì ở đây trong group cái hộp thư của VLU Box đó thầy, thì có bạn Phan Nguyễn Minh Thiên đến từ trường Trung học Phổ thông Bình Chánh. Bạn có hỏi là dạ em đang quan tâm ngành ngôn ngữ Trung, nhưng ở phổ thông thì em không có học tiếng Trung, vậy làm sao để em xét tuyển vào ngành này được? Thì như tôi đã nói, thật sự đó là một câu hỏi rất tốt. Bởi vì chúng ta chỉ là ở trung học có khi các bạn học tiếng Anh thôi, cũng tiếng Trung. Thì tôi cũng xin nói thế này, ở tiếng Trung ở năm thứ nhất ấy, là đều đào tạo cơ bản tiếng Trung cả. Và vì vậy cho nên là các thầy cô là đều tập trung vào năm thứ nhất và các bạn cũng nên tập trung vào năm thứ nhất. Thì sau hết năm thứ nhất, hai học kỳ đó, chắc chắn tiếng Trung các bạn sẽ tốt. Thì tôi xin tiết lộ thế này này, là nếu mà ta hiểu tiếng Trung như ngày xưa mà như tôi học tiếng Trung, tiếng Hoa là phải viết từng chữ rồi đồ rồi lên nghe. Còn ngày nay tiếng Trung ở khoa chúng tôi đều sử dụng trên máy tính cả. Các bạn học đều sử dụng bằng máy tính cả và cứ chữ là nó ra ngay. Và trên cơ sở đó là chúng ta học rất nhanh. Và ngữ phát âm tốt, thầy có đúng lớp và thậm chí bấm máy nó ra ngay. Và vì vậy cho nên là cũng xin nói là những em nào học ngành gọi là ngôn ngữ Anh hay là ngôn ngữ Trung, thì nếu chúng ta có sự dùng máy tính tốt, công cụ máy tính tốt, thì chắc chắn nó hỗ trợ các bạn rất mạnh. Chứ còn các thầy cô dạy tiếng Trung đều tốt nghiệp từ các đại học của Trung Quốc về cả, và họ đều sử dụng công cụ hiện đại ngày nay để dạy cho các bạn. Cho nên là đừng có lo lắng chuyện này lắm. Thì chị cũng xin được thông tin thêm với các bạn. Thì ngoài tổ hợp là Toán, Văn, Trung, đối với một số trường thì các bạn có học tiếng Trung đó thầy, đó là tổ hợp D04 thì các bạn phải có tiếng Trung nè. Thì ngoài ra trường Văn Lang còn nhận xét tuyển, hồ sơ xét tuyển của các bạn với ba tổ hợp, đó là tổ hợp D14 nè, A01 và D01. Cho nên bạn nào mà không có tiếng Trung thì mình cũng có thể chọn những cái tổ hợp này xét, cho nên là các bạn không cần phải quá lo các bạn nha. Quay lại với các câu hỏi của các bạn vừa gửi về đó thầy, thì bạn hỏi là dạ thầy ơi, cho em hỏi nơi em học không có cơ hội để thực hành nghe nói tiếng Anh nhiều, thì trong quá trình lên đại học có gặp nhiều khó khăn về kỹ năng này hay không? Em cảm ơn thầy ạ. Bạn tên Facebook là Nguyễn Hương Giang. Vâng, đây là câu hỏi của tôi đoán là các bạn này chắc ở một cái vùng xa, hoặc là không có công nghệ. Khi các bạn vào học thì tôi nói thế này, là trong lớp đó giảng viên chúng tôi là 80% phải nói tiếng Anh, chắc chắn là như vậy. Các bạn phải nghe, và chắc chắn là ngày đầu tiên thì mình nghe nó hơi khó khăn, nhưng mà sau đó là mình nghe dần thì nó sẽ quen dần đi. Nói cũng vậy, lúc đầu mình nói là có thể cũng đúng lắm, nhưng cứ mạnh dạn mình nói ngắn rồi nói dài dần dần, và các thầy cô hỗ trợ cho các bạn sự tương tác đó, thì do đó là tôi nghĩ không có vấn đề gì nó khó khăn. Một điểm thứ hai hôm nay tôi có nói đó các bạn, khi mà các bạn đến Thành phố Hồ Chí Minh để học ở Đại học Văn Lang thì hệ thống wifi rất tốt. Nếu có các bạn có một điện thoại thì smartphone của các bạn, và rằng mình có thể nghe nhạc, nghe nó nói, thì những listening của mình là nó có, và nó đều có nhiều cái công cụ để giúp cho mình phát triển, thì điều này các bạn cũng không nên quá lo lắng các bạn. Nhưng đây thì cũng xin nói thật với các bạn, không phải trên thế giới này ai cũng nói tiếng Anh nó gọi là chuẩn mực đâu. Người bây giờ ngày nay người ta không nói đến tiếng Anh chuẩn được các bạn. Sinh viên Mã Lai như tôi dạy là nhiều khi nó nói tiếng Anh mà tôi thấy cũng khó hiểu nữa. Hay là sinh viên Hàn Quốc nữa. Và tôi thường đánh giá là cái người học Việt Nam ấy, là chắc chắn cái dòng từ tiếng Việt mình chuyển qua tiếng Anh phần nhiều nó trùng lập khá nhiều, cho nên là chúng ta cần nói tốt. Và vấn đề còn lại cũng nhắc lại, chính sự mạnh dạn chúng ta thì chắc chắn là các bạn khắc phục được, nên đừng có lo lắng quá nha. Thầy cô người ta hỗ trợ, và các bạn TA rồi các bạn câu lạc bộ Phô La, câu lạc bộ sinh viên để hỗ trợ các bạn rất nhiều, cho nên yên tâm. Thì hồi nãy các bạn cũng vừa nghe thầy nói về câu lạc bộ Phô La hoặc là những cái chương trình của khoa đó, thì hồi nãy trong cái video clip đầu giờ mình coi ấy, thì các bạn cũng có thể hình dung là cái câu lạc bộ sinh hoạt của khoa cũng tạo điều kiện cho các bạn rất là nhiều. Ở đây thì các bạn có hỏi thêm thầy là em có được học với giáo viên nước ngoài khi học ở khoa ngoại ngữ không ạ? Có, hiện nay là cái này là có. Hiện nay chúng tôi có 6 giảng viên như hồi nãy tôi nói. Là từ Úc, rồi Anh, Mỹ, Philippines. Và như vậy phần nhiều đang tập trung vào dạy cái môn nói speaking. Và tất nhiên là họ không biết tiếng Việt. Để chúng tôi muốn thách thức các bạn. Có nghĩa họ không biết tiếng Việt, cho nên là cứ thế nói, phải cố gắng hiểu và nói làm sao người ta hiểu được. Và tôi thấy thì đa số sinh viên đều thấy thoải mái, và vì các thầy cô này họ cũng trẻ, và họ cũng cái người phương Tây thì các bạn biết là rất cởi mở,
và smiley face, khuôn mặt khi nào vui vẻ cười với người sinh viên, cho nên các bạn rất tự tin và practice được, cho nên cái này chúng ta không lo lắng. Nhưng mới nhắc đến câu lạc bộ Fola, câu này thì tôi xin nói thêm, mặc dù mình có xem cái video clip một chút xíu, thì cái câu lạc bộ Fola của khoa ngôn ngữ chúng tôi là để dành cho các sinh hoạt của sinh viên của ngành ngôn ngữ Trung. Tôi lấy ví dụ như thế này là chúng tôi hàng năm nó có nhiều cuộc thi để phát triển cái tiếng Anh chúng ta. Tôi lấy ví dụ như là thi hát, singing contest, thi viết, writing contest, rồi là kể cả keyboard racer, thi đánh máy làm sao tốc độ nhanh, bởi vì đánh máy bằng tiếng Anh là một kỹ năng của chúng ta sau này đi làm. Rồi là thi tìm hiểu văn hóa Anh, Mỹ, Úc, như chúng tôi sắp sửa làm những event, hay là chronicles thì các bạn thấy. Và chính trong cái giờ học không thôi, không phải chỉ ngồi nghe người thầy họ giảng, mà chính các bạn là những người tương tác và lên trình bày bằng những cái PowerPoint, những cái video clip mà chúng ta có sẵn. Do đó là cái câu lạc bộ Fola nó có hoạt động khá nhiều cái mảng khác nhau. Và trong câu lạc bộ Fola thì thầm còn nhiều cái hoạt động mà tôi tỉ nghĩ trong tương lai chắc chắn nhiều bạn sẽ thấy là hứng thú và tham gia và sẽ mang lại cái lợi ích cho chúng ta. Thì tôi nhắc lại cái câu lạc bộ Fola là cái câu lạc bộ mà trong đó tư vấn là một hội đồng giảng viên chúng tôi rất trẻ, học từ nước ngoài về, và cộng với các cái bạn sinh viên đoàn hội, và trên cơ sở đó là hoạt động gần như hàng tuần đều có cả. Cho nên tôi nghĩ là ngoài sự vui chơi ra thì chắc là có thể có cơ hội để tăng cường được cái khả năng tiếng Anh hay là tiếng Trung của chúng ta. Dạ. Hôm nay thì các bạn có rất là nhiều câu hỏi lo lắng về cái chương trình học. Thì bản thân em là người đã từng học thì em thấy là đoạn đầu thì chắc bạn sẽ hơi khớp vào năm đầu. Nhưng mà dần dần các bạn quen rồi, nếu mà các bạn thật sự yêu thích và các bạn luyện tập nhiều thì các bạn cũng sẽ thích nghi và sẽ học tập tốt thôi. Cho nên là các bạn nào mà mình quan tâm thì mình cứ mạnh dạn đăng ký, các bạn không cần phải quá lo các bạn nha. À, thầy ơi, thì nãy giờ mình cũng trả lời rất là nhiều câu hỏi của các bạn thí sinh và thầy nói liên tục luôn. Thì bây giờ để em có một câu hỏi thêm muốn dành cho thầy là điểm hấp dẫn khi mà học các ngành ngoại ngữ thầy, thì theo thầy đó là gì ạ? Cái này thì chắc chắn học ngoại ngữ thì hấp dẫn cái chắc rồi. Đầu tiên là thế này, là mình có thể nói được một cái hai ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt chúng ta, và cái khả năng tương tác và giao tiếp chúng ta trên thế giới ngày nay toàn cầu càng nhiều càng tốt hơn. Và các bạn biết là đó là cái khả năng giúp chúng ta có khả năng tự tin và giao tiếp là rất rất tốt. Và trên cơ sở đó rồi thì tôi nghĩ là khi mà chúng ta có cái khả năng về ngoại ngữ rồi thì cuộc sống chúng ta hoàn toàn nó khác. Tôi lấy ví dụ như khi muốn học về văn hóa Anh, Mỹ hay là Trung Quốc thì giúp chúng ta thấy được là văn hóa Việt Nam và chúng ta người Việt Nam ở Việt Nam thì với văn hóa khác khi ta sử dụng tiếng Anh thì con người chúng ta thế nào. Cho nên tôi hay nói một câu đó, bilingual, bicultural. Có hai ngôn ngữ thì có nghĩa có hai nền văn hóa. Như vậy lúc đó các bạn không còn chỉ duy nhất là người Việt Nam mà có thể trở thành một công dân toàn cầu được. Do đó nó rất lợi thế, và vì vậy là tôi tin là các bạn nhìn thấy những người đã học tốt nghiệp cử nhân ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung, hình như cách giao tiếp của họ cũng khác với nhiều ngành khác. Đó là điều tôi có thể nói thật với các bạn như thế. Dạ. Em rất là cảm ơn thầy. À, vậy bây giờ nếu mà có một lời chúc để gửi đến các bạn thí sinh trong kỳ thi năm nay thì thầy có thể gửi gắm một điều gì đó với các bạn ạ? À, hôm nay thì trao đổi với các bạn chắc chắn câu chuyện còn nhiều, và khi các bạn vào làm sinh viên của Đại Văn Lan của khoa ngoại ngữ sẽ gặp tôi nhiều lần hơn, và hy vọng trong tháng 9 thì chúng ta có một cuộc gặp gỡ talk show rất lớn để hỗ trợ cho các bạn trong công việc học tập. Và chúng tôi tin là khoa ngoại ngữ của Đại Văn Lan và bản thân các thầy cô chúng tôi đều luôn luôn mong muốn được gặp được các bạn và trao đổi các bạn, hỗ trợ các bạn để các bạn có thể thực hiện được cái ước mơ, cái mong muốn của mình. Và cái điều đó là điều mà chắc chắn chúng tôi nghĩ là các bạn sẽ không thất vọng khi đến với chúng tôi. Và rất hy vọng là có nhiều bạn sẽ đến trong năm nay. Cảm ơn các bạn. Dạ, xin cảm ơn thầy. Một lần nữa thì em rất cảm ơn thầy đã dành thời gian quý báu của mình để chia sẻ đến cho các bạn thí sinh những thông tin cực kỳ bổ ích trong buổi tối ngày hôm nay. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của series livestream Nhà Lạc nha. Đó là 20 giờ đến 21 giờ. Và hẹn gặp lại các bạn ở tuần sau với những chủ đề mà các bạn gửi câu hỏi về cho chương trình các bạn nha. Và mến chúc các bạn sẽ có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo. Ok, bye bye. Thầy Diệp.